Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, sáng nay, đoàn lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến dân hoa tại đài tưởng niệm thành phố. Dẫn đầu đoàn đại biểu là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng trong không khí trang nghiêm với lòng biết ơn vô hạn các đại biểu thành kính mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp xây dựng nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với lòng tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của quê hương lãnh đạo thành phố nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng đoàn kết một lòng ra sức phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh